Nó nghe chưa? Em cho cái quái nó vậy đi. Nghe chưa? Dịch em vậy, dịch em vậy ha. Em cho đất vô. Trong đây chỉ có một cây táo rất là đẹp các bạn, bông nó màu tím luôn. Táo này táo tím này ha. Cái ăn cái ruột tím luôn hả? À, ruột màu hồng luôn hả? Ồ, đẹp ghê các bạn. Cũng mua cũng trồng được 4-5 năm hả? Rồi bên kia là những cái cây bưởi, cây cherry chỉ cũng trồng ở trong. À, cây thanh long, đó, ngắm thanh long đỡ nhớ quê nhà đó. À, đây nè, cái chỉ chọi tỉa cây nè các bạn. Trồng quay đẹp dễ thương nghe không? Cây này cây mận Hà Nội ha. Đây, xanh lá, trái cũng đang có rồi đó. Đang xanh xanh rất là nhiều ha. À, tiền làm thu hoạch cho em tới em tham quan cái nha chị. Còn đây cây cherry, đó cũng đang trái quá trời luôn. Trồng quay à. Nhìn dễ thương ghê ha. Còn đây cây apple, đây cây phu trì đây. Rồi bên trong đó là cây ổi. Bên đây là cây lê ha chị ha. Đó, chị tỉa cao bằng 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 cái đầu người mình nè, đầu mình đứng. Nó có trái không chị? À, đang đậu trái nè ha. Cũng ít trái quá ha. Tỉ không, chị không cho phân đó. Thường thường những cái cây này mình ta cho phân vào lúc mùa đông. Thì các bạn nào cũng có cho phân đất thì nhớ cho vào mùa đông ha. Cái nhánh này chắc chị, em nghĩ chị cắt luôn đi chị. Ờ, cái nhánh này nè. Cắt luôn đi để nó lên á. Không đẹp cây. Ờ, cái cắt luôn đi. Để cho nó đều cây đẹp chứ. Hello, chào các bạn. Hôm nay mình tới nhà của chị Yến và đào cái ổi này lên trồng khác cây ổi khác cho chị Yến các bạn ơi. Thì cái ổi này là cái giống ổi ổi này ổi xẻ ha chị ha. Bây giờ nó trái nó nhỏ quá, chị chê. Giờ đào lên trồng cho chị cái ổi Đài Loan xuống đây. Để người Việt mình cũng ai cũng khoái hết. Đây, rồi mình bữa nay thì trời nó cũng hơi mưa các bạn. Nên, cây cối thì bây giờ nó đầu mùa xuân rồi, bắt đầu trồng phải trồng xuống. Nên mình chúng tranh thủ mình đào cây này lên và mình trồng cây mới cho chị ha. Rồi thôi bây giờ các bạn, mời các bạn hãy xem coi thu mạch sẽ làm như thế nào ha. Thì chị cũng gắn cái hệ thống nước tưới tự động các bạn. Đó. Làm cái bồn này nhỏ nhỏ lên. Đào cái này lên. Trời, đất sét không à chị ơi, Yến ơi. Đất sét trong đây không à. Cây nó đâu có lớn nổi. À, cái đất sét không các bạn. À, chỉ trồng hàng chi cái cây nó không có phát triển mạnh. Mà chị Yến thì chị không thích cái, hôm bữa chị có đào cái lớp đất sét dưới này bỏ không? Cái bên cây mận á. Cái mận á, bữa có đào đất sét không? Không nhớ.
đất sét không, cái cây nó đâu có lên nổi đâu. Trên này phân rồi, tốt quá. Rễ nó không ra. Ôi. À, cái rễ trồng cái này, cái ổi này chỉ trồng mấy năm ha? 4-5 năm mà cái rễ nó chỉ xíu à chị, ra chị coi nè, nó không có ra, nó ra rễ được á, đất sét không nè. 4-5 năm rồi em làm cái xà beng mà nãy nó đi, nó đi nè, đất sét cái này nè, chắc thấy không. Đó, không ra rễ thấy không? Đó, rễ nó sao nó yên vậy luôn đó. Trời ơi, trồng cái lỗ vừa đúng cái lỗ luôn á. Được có một tí xíu rồi, đất thịt à, cây nó đâu có sống nổi. Đây là cái lỗ mà sau khi mình đã đào xong nè các bạn. Này thì mình cũng đào ra được câu sâu xuống cũng được hơn nửa mét á. Đó. Rồi bề ngang bề rộng là cũng khoảng 60. Tại cái chỗ này chỉ muốn làm nhỏ nhỏ thôi. Cái cây nó nhỏ nhỏ, nó bonsai.
Mình nghĩ cái xe cỡ này nó sống được rồi các bạn. Đất sét đi này cứng lắm. Rồi các bạn nào mua cái, trước khi các bạn mà trồng xuống cái này xuống ha, thì các bạn mua cái này, cái xử lý đất sét này cho mình ha. Cái này là clay rucker ha. Thì cũng như những video trước mình cũng hay làm, hay trồng cây á, thì cái cây nó lên rất là nhanh các bạn. Còn các bạn mà không có phá quỷ đất sét cái này á, thì cái này nó có cái tác chất này nó để dành cho phá quỷ cái đất sét dưới này. Và mình nó tải cái cải tạo ra đất để nó thoát nước ha, để làm cho cái bộ rễ mình nó ra và nó không bị úng rễ. Thì cũng như cái cây đầu lúc đầu mình đào lên đó các bạn, thì nó cái rễ nó không có ra được nhiều á. Rồi bây giờ mình cho nguyên một bao này xuống luôn đó. Dạ. Chúng có chị cũng phải mít mít lại. Rồi mình cho một bao này xuống luôn các bạn ha. Đấy. Cho nó phá vỡ cái dòng đất sét này đi. Rồi kế tiếp trước đó mình cũng cho một cái này luôn các bạn. Cái này phân chù á các bạn. Nó làm nguyên chất này. Mình trồng cây organic á. Cho nửa bao thôi. Lỗ này cũng hơi nhỏ. Cây nó xuống đây, sau này nó xuống nó ăn ha. Hôm nay chị chủ nhà cũng mua cái đất này nè các bạn. Thì cái đất này gọi là đất garden soil hả các bạn. Premium planting mix ha. Thì cái bao này cũng trong Bình Định nó bán khoảng 11 đồng bao. Mình trồng qua chúng coi có nhiều nhà thấy cái cây đất, cái đất này trồng cũng rất là tốt ha. Giúp cho cây phát triển. Nếu mà các bạn trồng cái đất, các bạn nên trồng cái garden soil nha các bạn. Rồi kế tiếp đó mình cũng cho cái clay rucker này xuống rồi mình mix chung với lại cái đất này ha. Thì các bạn cũng cho cái này mình trộn nhiều lần này. Đó. Mix lại. Cái tỷ lệ mình trộn thì khoảng thí dụ như cái đất này 10 thì cái này đất này khoảng 20 thôi. Rồi, mình cho cái phân chù vô. Mình xin lỗi các bạn nha. Cái này tỷ lệ mình trộn là mình cái này khoảng 100 tiền phần đất thì 20 phần cái này thôi nha. Nha, thì các bạn cứ nhắm thì thôi chứ nãy mình nói hơi lộn các bạn. Rồi, mình cũng cho một sugarcane để cho nó giữ ẩm, sugarcane mâu nè các bạn. Thì chị ở nhà chị cũng mua nè. Cái sugarcane này thì nó cũng cho giúp cho cái cây nó phát triển giữ ẩm vào cái mùa hè ha. Giúp cho cây cối nó phát triển nè, tốt. Giờ kế tiếp mình cũng cho một ít vỏ trứng, trứng gà nè các bạn. Đó, thì các bạn nào ra shop rồi đó,
Cái vỏ trứng gà này các bạn nhìn nhớ là lấy cái phần mà mình phơi khô ra nha các bạn. Mình phơi khô ra mình mít nha. Cái vỏ trứng gà này tốt lắm nè. Đây mình trồng còn những cái thứ organic không à. Rồi mình bóp cho nó cái vỏ trứng gà cho nó ra. Rồi mình mít lên các bạn. Rồi. Rồi mình cho đất xuống luôn các bạn ơi. Rồi, cho đất xuống luôn. Rồi, các bạn cho các bạn đạp xuống cho nó chặt xuống rồi. Rồi sau khi mà mình làm cái lỗ rồi mình đóng khung lên này, dây gai rồi giờ mình đặt cái cây xuống các bạn. Cái này ổi này có ổi để lo, hy vọng năm sau này nó có trái cho chủ nhà. Cây này mình cũng mới trồng xuống à, mình mới sang chậu. Đất cũng không ngon. À, chị Chiến ơi, coi em được chưa nè Chiến? Coi được chưa? Chị thấy nó còn cao quá vậy. Hả? Cây này cao vậy. Cao từ từ chị cắt. Nó cao chứ giờ nó thấp hơn á thì bị mấy cây kia nó ngập nắng. Phải lên vậy từ từ chứ. Còn cao đấy các bạn. Chị chủ nhà chị nói còn cao. Chị không thích cây cao. Mình nó xè ra đây lấy nắng này. Mình nhắm trái nhiều. Rồi được hả chị ha. Rồi hy vọng năm nay có trái cho em tới em thử một trái. Có đó. Chị nó còn cao quá các bạn. Bạn làm các bạn nhớ ém cái này chặt xuống nha. Ém cho nó chặt.
Rồi sau khi mình trồng xuống như vậy các bạn, rồi mình cho thêm một lớp phân trù lên ha các bạn. Phân trù thì các bạn không sợ nóng ha, không có nóng hết. Rồi mình cho một lớp sua kem tiếp lên luôn. Mình cho thêm tiếp một lớp sua kem ở trên mặt này. Trải ra. Vậy là đủ rồi đó, đủ đất rồi đó. Mình mốt thiếu đất thì chỉ chăm thêm ha. À, chị chủ nhà này cũng có cái hệ thống nước này các bạn. Thì cái này là hệ thống nước, cái này là chỉ gắn đây luôn. Để chị hay đi hồi đây các bạn. Nên chị cũng gắn hệ thống nước tự động, tưới tự động á. À, Thu Mệt cũng vừa chia sẻ với các bạn xong cái cách mà mình trồng ra cái cây ổi ha, của nhà chị Yến ở vùng địa phạt. Thì nói chung khi mà cái cây lớn á các bạn, cái cây kia là chỉ trồng 5 năm rồi, nhưng mà cái rễ mình ra mình đào lên thì thấy nó không có phát triển. Tại vì khu này đất sét không nhiều, rất là nhiều, mà cây không phát triển thì rễ không phát triển thì cái cành nó không được phát triển mạnh ha. Thì mình đã đào hết cái phần, xử lý hết cái phần đất sét lên, và mình có bỏ thêm một cái thuốc, cái chất gọi là cái thuốc đó gọi là thuốc phá đất sét, phá bỏ đất sét ở đây, thì để cho mình nó phá bỏ phụ cái kia mà cái đất nước. Rồi cái này á là chị cũng làm có cái khung sẵn, thì cái này thì nói chung là nó thay thế một cái chậu ha. Thay vì các bạn trồng trong chậu thì cái này nó cũng thay thế cái chậu. Khi mà rễ cây mà nó ăn hết đất ở trên này thì nó sẽ đi xuống dưới luôn, là nó ăn ở xung quanh ra, thì lúc đó cái cây nó mới phát triển mạnh được ha. Đó, còn bây giờ là hiện tại là cứ như vậy đi ha. Đó, cây nó cứ phát triển nó mạnh là tốt là được rồi. Rồi việc tiếp theo là cuộc chị chủ nhà sẽ tưới nước và chăm sóc cho cây sao ha. Mình cũng gắn bó với cái cây. Cây cối thì nó, mình phải gắn bó, mình chăm sóc nó thì nó mới ra trái cho mình ha. Qua thay thế cái táo tàu thấy tội nghiệp quá, nằm trong cái chậu nhỏ các bạn. Giờ cũng thay qua cái chậu lớn cho chị Yến. Chị đi làm riết rồi chị không có gọi cho mình, tới mình giúp cho cái này. Đây, giờ nó khô rồi, trong đây nó đất. Nó nhiều lắm rồi mà nó không đủ rễ nó ăn á. Mình cũng thay á. Đúng ra là thay mùa đông, nhưng mà mùa đông chỉ không có thời gian, chỉ đi. Đó. Nè, các bạn nào thay cũng cẩn thận cái này nha, tại vì cái rễ nó đang ra rồi đó bạn. Rồi mình cũng đập cho vũ nó ra. Cái này nó lên cái táo con quá trời luôn, táo dại các bạn. Nè, nó cái sốc cờ nó lên nè, cái này mình phải bỏ hết nè.
Ồ, nó lên quá trời táo con. Có cái kéo không cho em, cái đồ bấm không chị? Nó lên từ mắt con mất. Nó lên dữ. À đúng rồi. Ok, cảm ơn chị. Cái này mình cũng cắt bỏ nha các bạn. Cái này mà nó lên năm rồi chị ăn cái táo này, nó táo dại này nó ra trái nhỏ nhỏ phải không? Dạ, đúng rồi, có nhiều người ta không biết, tưởng đâu cây táo luôn đó. Rồi ăn không được đó. Không sao đâu, nó không có nó đau tí xíu thôi chứ không sao đâu. Cái này mình cũng cho nó đắt nó ra bớt nè. Cho nó ăn đắt mới luôn. Nó cũng mới ra thôi. Rồi. Rồi, mấy cái rễ này á, các bạn có thể chiêm bớt cũng mới cũng được, không sao ha. Tại vì nó cây táo mà, nó rễ ra mạnh lắm. Thì cái thường thường ta trồng một trong năm á là 2-3 năm là người ta cũng phải chiêm rễ nè các bạn. Tại trồng trong chậu mình phải ép nó cây nữa. Cái cây nó nhỏ lại. Dạ, đất này nó ăn hết chắc rồi. Mình cho nó ăn đất mới luôn. Cho lên luôn các bạn ơi. Giúp em cái chuyện. Chị dịnh cho em cái cây táo cái. Dạ, dịnh cho em như vậy nha. Em bắt nó ra. Dịnh vậy ha. Được chưa, nó ngay chưa? Em cho cái quả nó vậy đi. Chị dịnh em, dịnh em vậy ha. Em cho đất vô. Nó ăn phần dữ lắm, không có lo. Ăn phần ăn đất dữ lắm. Rồi. Nó phải cao như vậy mới đẹp. Rồi, chị gửi cho em cái này ra. Lớn rồi mà, nó qua chậu lớn chứ. Rút cái dây cái ra đi, chị cắm ra đi, ra nắm chỗ khác. Trời. Còn cái cây nào, cây xanh đúng không? À, còn cái xanh không? Rồi, cắm lại đi. Bữa nào ra thay lại ha. Giờ chị cắm bên đây cái nè. Cột đây thôi. Rồi, cột cái đây. Cột nhẹ nhẹ thôi, cột nhẹ. Ôi, rồi, được rồi. Được rồi. Rồi bên kia một cái này. Sao cây thấp quá vậy? Rồi, kéo nó qua. Cây đen đen giống vậy luôn nè. Có cây đen đen giống vậy không? Ừ, ờ, cho mấy cây đen đen đi. Hả?
đưa nó ra đây. Thành hai tàng luôn ha, đẹp không? Ừ. Rồi, đột sơ vậy thôi. Vậy thôi, ngó nó xiết cây nó lớn rồi. Rồi. Chị tầm hơi nghiêng không? Không, tí em nhổ lên cho. Đó, nó chị thấy vậy nó nhìn nó hay hơn không? Ừ. Phải không? Ừ. Rồi, cho cái phân chù vô. Cây táo này nước nhiều nha. Mùa này thì mùa hè thì chị phải cho nước nhiều á. Chứ nó không đủ nước là nó đụng bông hết. Rồi các bạn cũng cho mình một lớp phân chù lên ha, một lớp sugar cane lên. Rồi, chị cho miếng nước điện cho em đi, xong rồi. Xong cái đó nè. Thu Mệt cũng vừa trồng cây cho táo tàu, cho thay chậu cái táo tàu và trồng cây ổi là cho chị Yến ha. Thì nói chung là cái cây này là đồ sưng. Nên các bạn nào có thay chậu rồi là cánh tranh thủ là để cây cái trái nó có kịp mùa dù để có trái ăn trong năm. Và mình cũng vừa chia sẻ với các bạn cách mình trồng cây ổi ha, và thay chậu táo tàu đã xong. Video mình cũng đã dài rồi, mình xin dừng clip ở đây ha. Hẹn lại các bạn ở trong những video kế tiếp ha. Bye bye, xin chào các bạn.